Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Mika đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành speed test giữa hai chiếc máy, đó chính là Redmi K70e và Redmi K60 các bạn nhé. Hai con này thì mặc dù là nó sẽ hơi khác về mặt con chip, tuy nhiên hiệu suất nó lại xem nhau các bạn ạ. Cho nên là ngại gì mà không speed test. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình sẽ show cho các bạn xem là về phần đa nhiệm này, và mình cũng xin cảm ơn Điện thoại Hay đã hỗ trợ cho mình cả hai chiếc máy này để thực hiện video nhé. Mọi thông tin chi tiết bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo. Điện thoại đang bán cả hai chiếc máy này với mức giá cực kỳ tốt, được tặng bảo hành VIP bao gồm nguồn màn hình vân tay trong vòng 12 tháng và cam kết với các bạn là không có bán máy demo. Nếu như các bạn phát hiện ra đây là máy demo thì ngay lập tức các bạn sẽ được tặng máy và hoàn tiền, cực kỳ yên tâm luôn. Quay trở lại với nội dung chính video thì bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động lại luôn này. Ở đây có một cái điểm hơi khác biệt, đó chính là một bên thì đã chạy HyperOS, đó chính là cái chiếc Redmi K70e, và một bên thì vẫn còn là MIUI các bạn nhé. Show lại cho các bạn xem một lần nữa về phần đa nhiệm này. Không có gì cả. Ok, AnTuTu Benchmark 1, 2, 3. Ui ôi, đều nhau. Về mặt điểm số thì nói chung không hiểu sao cái GPU trên Redmi K60 chưa test được, cho nên thôi bỏ qua các bạn nhé. Tembrin 2. Điểm số thì chỉ để tham khảo thôi, bây giờ chúng ta mới cần quan tâm đến kết quả thực tế này. À, xem nhau nha. Alpha 9. Mình cảm giác là Redmi K70e không phải là phản hồi chậm hơn, mà là do cái hiệu ứng chuyển cảnh của cái chiếc của HyperOS nó nhẹ nhàng hơn, nó chậm hơn một tí thôi. Wow, Redmi K60 đã vào trước nha. Fruit Ninja 2. Công nhận là viền con Redmi K70e nó siêu mỏng luôn các bạn ạ. Quá ngon. Ô, sao bị văng ra này? Rồi thôi không tính, đã văng ra thôi. Nhưng mà để mà lót lại các bạn nhé, tí nữa test đa nhiệm nữa. Hung Reset 1, 2, 3. Candy Crush Saga. Này thì xem nhau. Z-Bug Zorai. Snapdragon 8 Plus Gen 1 nó vẫn nhỉnh hơn một tí các bạn à. Gangsta 4. Mortal Kombat. Kèo này Redmi K60 lại vào trước rồi, chuẩn luôn. Hill Climb 1, 2, 3. Hello Neighbor. Ok, Assassin 1, 2, 3. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với test AnTuTu đo nhiệt độ nha. Tại vì cơ bản là con Redmi K60 nó có RAM tới 16GB cơ. Rất khó để mà có thể là mượn chung một cái phiên bản bộ nhớ RAM. Ok, ui, Snapdragon 8 Plus Gen 1 là giảm độ sáng này. 44 độ. Đúng rồi, chỗ này nóng nhất. Sao sao cũng tầm 44 độ, giảm độ sáng màn hình tối thui rồi. Còn Redmi K70 là không nha. Redmi K70e, đúng rồi, 42 độ cũng nóng nhất chỗ này. Ui, thế là nhiệt độ con Dimensity ngon hơn rồi các bạn à. Đấy, không giảm độ sáng
mà lại mát hơn nữa. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong đầu ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.